Nga sẵn sàng hỗ trợ thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan về vấn đề Nagorno-Karabakh. Đây là tuyên bố được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm qua trong khuôn khổ chuyến thăm Azerbaijan. Phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Ilham Aliyev ở thủ đô Baku, Tổng thống Putin nhấn mạnh Moscow sẵn lòng tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết một thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan xoay quanh vấn đề về Nagorno-Karabakh, thúc đẩy các nỗ lực về phân định biên giới và mở đường cho các hoạt động liên quan trong lĩnh vực logistics cũng như kinh tế. Tổng thống Putin cũng cho rằng Azerbaijan muốn giải quyết triệt để tình hình ở Nagorno-Karabakh. Về phần mình, Tổng thống Aliyev cho biết hai bên đã tập trung thảo luận về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực điện và khí đốt. Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Nga và Azerbaijan đã ký kết 6 thỏa thuận về hợp tác trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, kiểm dịch và bảo vệ thực vật, chăm sóc sức khỏe, giáo dục y tế và khoa học. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8 theo giờ địa phương, Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ Mỹ sẽ diễn ra tại thành phố Chicago, bang Illinois, để chính thức xác nhận Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz là bộ đôi liên danh tranh cử năm nay. Trước thềm, hội nghị an ninh đã được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự thành công của sự kiện diễn ra 4 năm một lần này. Cụ thể, hơn chục cơ quan thực thi pháp luật của bang và liên bang sẽ tham gia hỗ trợ công tác an ninh trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Trong đó, Sở Cảnh sát Chicago, Cục Điều tra Liên bang FBI và Cơ quan Mật vụ Mỹ là những đơn vị chủ lực phối hợp đảm bảo an ninh trong suốt tuần. Khoảng 150 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia của bang sẽ có mặt tại Chicago để sẵn sàng hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh cho DNC. Dự kiến hơn 50.000 người sẽ đổ về trung tâm thành phố Chicago để tham gia đại hội kéo dài 4 ngày này. Bộ Y tế Philippines hôm qua thông báo đã phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm nay ở nước này. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được biến thể virus gây bệnh. Trường hợp mắc bệnh là một nam giới 33 tuổi, người Philippines và chưa từng ra nước ngoài. Bộ Y tế Philippines cho biết đang chờ kết quả giải trình tự gen để xác định biến thể virus gây bệnh. Theo thông báo của bộ trên, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cách đây hơn một tuần và phát ban 4 ngày sau đó, biểu hiện rõ rệt trên mặt, lưng, gáy, toàn thân, háng, cũng như lòng bàn tay và lòng bàn chân. Đây là ca nhiễm virus đậu mùa khỉ đầu tiên tại Philippines kể từ tháng 12 năm ngoái, đồng thời là ca bệnh thứ 10 được xác nhận tại nước này kể từ trường hợp đầu tiên phát hiện vào tháng 7 năm 2022. Trước đó, hôm 14 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu do dịch bệnh lan rộng tại châu Phi, đặc biệt là ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại dải Gaza đã và đang khiến các bệnh viện tại đây bị tàn phá nặng nề. Với các bệnh nhân chạy thận, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị lọc máu và vật tư y tế đang khiến cuộc sống mỗi ngày của họ thêm chật vật. Trung tâm thận lọc máu của Bệnh viện Nasser, thành phố Khan Yunis hiện đang điều trị cho hơn 250 bệnh nhân. Trước khi xung đột xảy ra, trung tâm có 35 máy lọc máu, nhưng hiện chỉ có 2-3 máy có thể hoạt động. Trang thiết bị thiếu thốn khiến nhiều người bệnh không thể chữa trị theo phác đồ. Hiện tại tôi chỉ có thể chạy thận 2 lần một tuần, mỗi lần 3 giờ, và như vậy là không đủ. Tôi cần phải chạy thận 3 lần một tuần, và mỗi lần phải 4 giờ. Không chạy thận đủ khiến tôi ngày càng mệt, giờ tôi không thể tự đi bộ. Việc biên giới Rafah giữa Ai Cập và dải Gaza bị đóng cửa cũng ảnh hưởng đến cơ hội chuyển bệnh nhân ra nước ngoài để điều trị và ghép tạng. Chúng tôi đang thiếu trầm trọng tất cả các vật tư y tế, vì đây là những vật tư chuyên khoa. Các bệnh nhân gần như mắc kẹt ở đây, và chúng tôi cố gắng kéo dài sự sống cho họ hết sức có thể. Tuy thế, vẫn có một vài ca bệnh chạy thận tử vong vì không đáp ứng đủ phác đồ điều trị. Để xử lý các vấn đề y tế và dịch bệnh phát sinh, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza, hỗ trợ cho những bệnh nhân nặng có điều kiện điều trị tốt hơn hoặc chuyển tới nơi khác. Hàng triệu nhà thiên văn cũng như người dân trên thế giới đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng siêu mặt trăng tuyệt đẹp của năm 2024. Siêu trăng xanh hiếm gặp đã tỏa sáng rực rỡ phía trên nhà hát Opera Sydney, mặc dù bị mây che khuất một phần. Đây là lần trăng tròn lớn nhất và sáng nhất năm 2024 cho đến nay và cũng là trăng xanh hiếm gặp.
Trên thực tế, mặt trăng không có màu xanh như một số người lầm tưởng mà ám chỉ khi có hai lần trăng tròn trong một tháng dương lịch. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, trăng xanh xảy ra 2-3 năm một lần. Trăng xanh theo mùa gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2020 và tháng 8 năm 2021. Mùa tiếp theo sẽ xuất hiện vào tháng 5 năm 2027. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.